Xin mời táo số 1. Công tâu ngọc hoàng, sát táo ràng ràng, học mạc hàng năm, trên trào thực tế, mình táo nhiệt nữ, trên trại quan trung, tích cực quân thần, chạy môn tiếng Việt. Tạo năm thanh thế, mỗi việc đều thông, chúc ngọc hoàng, anh hai trường thọ. Hàng năm thông lệ báo cáo lên ngoài, mỗi năm một lần trên hạ giới. Chuyển trường chuyển lớp, chuyển học chuyển xa, chuyển gần chuyển xa, nhìn chung điều số. Wow, táo tên là gì? Dạ thưa con tên Thảo Vi. Ồ, táo học lớp mấy ở trường Việt ngữ? Con học lớp 4. Wow, lớn quá. Cảm ơn. Táo học lớp mấy? Là trường. Ồ, thầy giáo của táo là ai? Ồ, hình như ông Ngọc Hoàng nghe thầy Cường dạy không tốt đúng không? Ồ. Thân là táo, xin được trình báo. Lúc một năm nay, có năm đạn con và hai đạn cá. Học lớp hàng ngày, bao nhiêu chữ cái. Đã lớp chiều lòng, thầy thịnh nhiệt tình. Ta không chỉ dạy, đại thêm cô em. Để nguyện thầy kem, cô yêu tiếp thầy. Đã lớp nhiệt mạnh, ta không đẹp sách. Ta cũng số giấc, nên bị ra hỏi. Wow, táo tên là gì? Dạ, Thục Nguyên. Ồ, táo học lớp mấy? Lớp 2 à. Ồ, táo thích ăn món gì? Ồ, nhóm Hồng Hoàng thích ăn phở. Trường của táo là trường gì? Yeah, hay quá.
cô quyền hai em cùng với cô em một lòng chào chắc đăng ký kiến thay mang dạy các em phải mở lòng chủ học giỏi cho ma để được ra chơi đi chơi trò chơi với bạn tiếng Việt các em rất ngoan thay đổi phải chơi. Nhưng mà vẫn vậy, cứ thốn thầy cô, thầy xin kẻ chốt, không lại một điều, làm gì hơn nữ, đôi khi chỉ bị la. Đôi khi bị la, thì có thật ba. Táo tên là gì? Táo tên là Vinny Sleep. Táo học lớp mấy? 2A. Ồ, thầy cô giáo của Táo tên là gì? Ồ, hay quá. Bây giờ tới tối mới ra tay phim cùng với cô Kim chứng nhận hướng dẫn chứng giả đọc ra ở đâu giữa đó thì làm đi tốt xin thừa ít nhiều học hỏi bảo trợ xin nhận sửa chữa xin nhận tặng trợ cùng bên cho ta có cô lo lắng một ông nhận chất Táo tên là gì? Táo học lớp mấy? Ồ, thầy giáo của Táo là ai? Ồ, không biết thầy giáo là ai hả? Thầy giáo là thầy Cường đúng không? Thầy Cường dạy không tốt chứ Táo mới không biết tên của thầy giáo. Diễn thơ thường nhớ thằng xin được nhớ là lớp 4 này có ba thật tài con không dạy nhớ là lớp tiến bộ có rất ăn sai lại nhờ cô Kim từ lớp 1 trai lớp 4 năm nay một trai hai gái khi nhau học hỏi biết ơn cùng lại cái chuyện cùng tay các em trời tài xây rồi nhiều quyền xây cho thực hiện học cả ca dao đi vào trực nghĩ quanh thôi thì chứ cứ hết mà vui. Táo tên là gì? Táo học lớp mấy? Lớp 8. Ồ, thầy cô giáo của Táo là ai? Cô Phương. Ồ, cô Phương đâu? Where is cô Phương? Cô Phương kia. Đào đản nhẹ, thái dưới thiên nhân, mình cả hiểu văn, khi trước tháng ngày, ta mới an tâm, xin vàng phước bao. Thần xin báo cỡ, phước việc năm qua, không qua làm gì, biết trăng cùng nhớ, chưa nhau học hỏi, mới đầu hơi kém, học ốc ăn xề. Quay nhờ cô Kim, còn cả cô Nhi chạy vào tiếp tay, uống nắng từ đầu, cho mô học hành, cho bà sáng em. Táo học lớp mấy? Táo tên là gì? Táo tên là Xuân Vinh. Ồ, Táo học lớp mấy? Con học lớp 3. Tết năm nay Táo có được lì xì không? Dạ có. Cho ông Ngọc Hoàng miếng lì xì đó không? Thank you.
Kính thưa thượng đế, mấy cháu thể lệ tuy có hơi dài nhưng mà cũng hay. Nhưng mà còn cái học sinh tại cái tinh cảnh câu chuyện thầy và phụ huynh học động nhiệt tình còn còn đón ghét làm không biết thầy mỗi việc chung này thôi đi dài dài thôi không chỗ chết anh uống phổ tê dọn gàng dọn ghế còn làm thật sự làm việc cửa sử nhưng luôn muốn chỉ cười ai cũng vui tươi và niềm vui sướng cùng với thầy cô bảo bảo sắp tới đường luôn vui xuyên việc cho con cháu kiến vẫn phá nước nhà. Táo tên là gì? Dạ dạy Nguyễn Dương. Táo học lớp mấy? Dạ lớp 4. Năm nay Táo Tết Táo có đi đâu chơi không? Dạ không. Ồ, ở nhà làm gì? Làm bài. Ồ, Táo này giỏi. Okay, ready? Chúng ta ready đọc nha. 1, 2, dạ chưa? 1, 2, 3. Lớn. Chuẩn bị cho ông Tạo pháo tay cho sớm. Trên nhà